Hả? Ok. Đừng nhanh gặp hắc này, em đây rồi. Trời ơi, hắc. Bạn đâu này, nó bắn lên này. Đây này, đây này, đây này, đây này. What the hell? Bọn tao bạn cá, tao bạn gái, đúng rồi, ba thằng này, ba thằng này. Đang chơi tinh trời. What the shit? Mà, Nani? Đi hả? Dù bạn đang xem Heavy trên điện thoại, máy tính hay TV thì nhớ vào kênh Heavy trên YouTube và nhấn vào đăng ký nha. Bao nhiêu lâu nữa thì bán được một. Chúng em kính chào cô ạ. Cô chào các em, mời các em ngồi xuống. Ta bị cô biết ốp. Chào mừng các em đã trở lại với lớp học Heavy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên là tiết học môn văn nhé. Các em mở sách giáo khoa ra trang 24. Hôm nay chúng ta sẽ học bài sống của Xuân Quỳnh. The prophecy is true. No, God, please, no! 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 Oh, no! No! Hai người tóc bạc chưa nhờ mà tóc dễ. Dễ. Kem. Đọc bài cho cô. Gì vậy má? Sóng gió của con người. Ê, tao giỡn mặt với mày. Sóng gió của con trả lời ạ. Em trả lời đi. Dừng lại cho tôi. Vĩnh biệt cô. Bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ nha. Cô ca. Dạ. Em cho cô biết vị trí địa lý của Lào. Dạ. Toàn tàu rồi mẹ ơi. Ở Việt Nam giáp Biển Đông. Ê, không phải, phải. Việt Nam giáp với Lào. Theo tính chất bắc cầu thì hả? Lào giáp Biển Đông mà. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Em học hành cái kiểu gì vậy đó? Mời xuất. Xuất. Ôi bạn ơi. Cho cô biết Hoàng Sa Trường Sa là của nước nào? Thôi chết rồi con mày ơi. Chết mày rồi con. Mày rồi. Dạ, Hoàng Sa và Trường Sa là hai hòn đảo. Hú đỡ. Lãnh thổ. Tao hết nhẫn nại với mày rồi nha. Của người anh em trong lòng. Gia đình mày chắc buồn mày lắm. Đông Lào. Cây xôi nhờ. Con chú Linh cho mày ăn được cô. Good morning class.
Dạ chào cô ba, dạ chào. Từ đây chúng ta sẽ học về câu đồng nghĩa nha các em. Nói những chuyện gì chân? À, Su Linh. Muốn cái gì đây? Cô mời em lên bảng viết cho cô từ đồng nghĩa của câu I love you nào. Còn Kem, lên bảng viết cho cô câu không sao đâu nào. Cái gì vậy? Từ đấy bách khoa á, cha em không biết gì hết trơn á. À, đúng rồi. Trong lúc hai bạn đang viết á thì Kiên, what? Cho con biết tình hình của lớp trong thời gian qua nè. À, thưa cô là trong thời gian qua là bạn Su Linh là bạn bị cúc trong lớp học. Ô, thằng này xong. Kem thì play nhảy dây. Dạo này được cái nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không ha. Luca play xong rất quen. Listen, look and listen and learn. Như thế ạ? Anh nhà mình. Thôi được rồi, để tôi xử lý. À, tôi thấy cái môi bà thề ra là tôi biết bà không hiểu rồi. Không là no. Lớp nè. Khúc này nó cấn gì đây nè? Sao là ta? Du là du. What the? Đâu là we? Cấn gì hả? Dừng. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Dừng lại em. Oh my god, mẹ viết gì đây? What the hell? What? Oh my god! Wow, lớp là class. Du là du. Không là đâu. Sao là ta? Hả? Sao là quê? Quá chút chắc. Đúng rồi, con em cha cho nên. Oh my god. Nhờ có Newton ngồi dưới gốc cây táo mà chúng ta biết được định lực Newton ngày nay. Ủa? Sao ông không hỏi gốc cây sầu riêng đi chạy? Không có, cậu cả nhiều nguyên phiếu. Cái gì vậy trời? Kiên! Dạ? Em trả lời cho cô biết là Newton sinh ra vào năm nào? Newton... Dạ, không biết ạ. Không biết. Rồi. Mày xong rồi. Em hãy đọc cho cô cái định lực Newton ra đời. Sao em biết được? Sao mà cái gì em cũng không biết vậy? Em đi học mà cái gì em cũng không biết là sao? Ngay cả sinh nhật của em còn không nhớ. Làm sao em biết Newton sinh năm bao nhiêu, nhớ bao nhiêu? Không cứu được nữa rồi, bỏ. Trời ơi, trời ơi. Vậy em cho biết AS Mobile sinh ra là năm nào? What the f***? Mobile tên thật là Nguyễn Hữu Sang, sinh năm 1996. Là một game thủ, streamer, youtuber. Cũng như là một lối đi riêng trên con đường YouTube. Anh ấy rất là hòa đồng và hoàn thiện. Anh ấy có một nụ cười rất là quyến rũ và bá đạo. Ngày mai á, em mời ngay phụ huynh của em lên đây gặp tôi. Thì đúng rồi. Đúng mà. Đúng chuẩn cái nỗi mời phụ huynh luôn. Nani. Họ muối thôi, em nghĩ là họ muối thôi. Không, tao nghĩ là họ muối thôi. Bỏ muối thôi. Bỏ muối thôi thì sao? Bỏ dầu ăn. Tao bớt không đúng gì mà tao có gì sao? Thấy thú, lát nữa cũng quăng. Ăn quăng cũng quăng. Như đó em. A few moments later. Bây giờ con tờ báo này nó luôn ạ. Của em. Thầy xin thông báo. Cái gì vậy? Hôm nay cô giáo Nagame có lệnh đi công tác đột xuất. Đây là việc quan trọng không thể thay đổi được.
xin thông báo. Em giáo CD vẫn về kịp. Em lớp vẫn học bình thường. Cái thằng này hết đấy, anh thì anh ham xuôi với một bạn nó bạn ui là chờ xong nóng thì báo đi bóng tim đi chạy đi rồi đi không đi đi rồi đi mày đặt về chứ ai mượn vậy, chắc lái xe với tốc độ bình thường ấy. Kem dạ. Em hãy cho tôi biết đáp án của phép tính 1+1 bằng mày còn khó à, còn khó à. Xe phải nghe cái câu trả lời của em nhá. Ok mở tay làm gì. Why are you gay? Yêu mình mà nhé. Một cộng một sẽ hai. Một cộng một sẽ hai. Một cộng một sẽ hai. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vì một cuộc sống không có muốn tôn chỉ có tôi và bạn thôi. Oh, đấy. Anh Lưu. Ủa là Kiên. Thưa cô. Sao ạ? Niềm tin duy nhất của cô. Em hãy lên bảng viết cho cô dãy số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quá đơn giản đó cho em. Dễ, dễ mà. Đơn giản, dễ, 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 dễ. Cô yên tâm về em. Má này ghê đó. Xong rồi cô. Hồ, mưu cắt thức. 1, 2, 3, 5. Em có đánh rơi nhịp nào không? Có. Nếu câu trả lời là có. Bye bye. Ô, cậu quên mất bài kìa. Cho thêm một cái bài nữa này.